Kính thưa quý khán thính giả, sự hòa hợp trong nỗ lực pha trộn thần quyền với thế quyền chính là nền tảng cho vô số những biểu hiện mà nhiều người ngậm ngùi than dài gọi vắng, đó là mạt pháp. Cho dù chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh đã mất dấu, nhưng câu chuyện về một ngôi chùa nhỏ là nơi đỡ nâng những cá nhân sống dưới đáy xã hội, một trụ trì dứt khoát giữ đạo pháp, không chấp nhận đính kèm chủ nghĩa xã hội, chắc sẽ còn hoài và được vinh danh. Thế nhưng một số không hề nhỏ, những vị tăng từ đã làm cho hoang ố Phật giáo. Phật giáo Việt Nam còn nhiều gian khó, như trường hợp tình thất Sơn Linh Tự ở thị trấn Pleiku, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum bị san thành bình địa cách nay 2 tháng. Song bảo đó là mạt thì thiếu chính xác, không còn chỗ tu tập, nhưng trụ trì Thích Đồng Quang vẫn khăng khăng đã xuất gia tu tập thì chỉ lạy Phật chứ không dứt khoát không lạy cộng sản. Phật tử tỉnh táo, Phật giáo Việt Nam vẫn có thể thoát cơn mạt. Cứ nhiên sẽ thấy rõ số Phật tử vẫn đang tỉnh càng ngày càng đông hơn. Nhưng qua sự việc chùa Ba Vàng, chúng ta nhận thấy chính những ngôi chùa như Ba Vàng, những đại đức ngồi dưới bồ đề tay cầm vơ tu, những đại đức đi xe siêu sang ăn chơi trác táng, những đại đức lên mạng để chửi để rủa các đồng đạo của mình, cũng như những đại đức thất cơ xa thế như Thích Trúc Thái Minh, không phải là những vấn đề còn hiếm mà đã xảy ra rất nhiều, làm cho người ta cảm thấy càng buồn hơn. Và buồn hơn ở một thực tế là những vị này như Thích Trúc Thái Minh, Thích Hành Quyết lại là những người có trong túi thẻ đảng viên, và kể cả khi bị những vấn đề cả xã hội lên án như Thích Trúc Thái Minh tại chùa Ba Vàng, thì nghe đâu các vị này vẫn được các cấp trên ưu ái, và nếu có chuyển đi nơi khác thì vẫn có thể có thêm một vị trí tốt đẹp hơn tại các đơn vị cũ của mình. Tại Việt Nam, tình trạng bóp nghẹt tôn giáo xảy ra một cách có lộ trình và lựa chọn. Phật giáo Việt Nam, nhất là qua vụ Ba Vàng, đang hứng chịu búa rìu dư luận. Nhưng người ta cũng thường quên một thực tế, đó là một số cơ sở tôn giáo của chính Phật giáo cũng bị đàn áp, như chùa Liên Trì bị phá vỡ. Một số vị trong các hội đồng tôn giáo Phật giáo có những trường hợp như tỉnh thất Sơn Linh Tự ở thị trấn Pleiku, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum bị san thành bình địa cách nay 2 tháng, trong khi những cơ sở khác hàng trăm ngàn Phật tử đóng góp tiền của công sức để xây dựng những ngôi tự, ngôi chùa hàng trăm, thậm chí lên tới cả ngàn tỷ đồng, thì rất nhiều cơ sở lại không được chú tâm, ngược lại còn bị đàn áp. Sở dĩ xảy ra tình trạng đối lập tương phản như vậy bởi vì hai bên, hai nhánh Phật giáo chia ra phân giống như phân biệt giữa đen và trắng, cho nên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam biết rõ đâu là đối tượng cần đánh, cần trị. Thế nên ngay cả những vụ scandal như chùa Ba Vàng thì nghe đâu sư trụ trì vẫn có những lối thoát khác khi đơn vị cũ là A25 thuộc Tổng cộng Bột. Tuy rất buồn lòng vì sự việc bị bại lộ và nhiều chuyện xảy ra làm cho cơ quan này bị người dân lên án, nhưng nếu như trong hệ thống công quyền người ta dễ dàng phạm kỷ luật và sau đó được thuyên chuyển nơi khác, và cũng như thành thông lệ, những ai được thuyên chuyển hoặc bị kỷ luật sau một thời gian nổi tiếng trên mạng thì lại tiếp tục được điều động phân công những vị trí khác có thể còn cao hơn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang mắc đại nạn. Scandal đại đức Thích Trúc Thái Minh chùa Ba Vàng chỉ là một trong những chuỗi scandal với nhân vật chính là những thành viên trong tăng đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà cho đến hiện nay nhiều người đánh giá là chẳng khác nào cơ cấu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong lịch sử Việt Nam chưa bao giờ cả tăng lẫn từ bị công chúng chỉ trích kịch liệt, cũng như chưa bao giờ có nhiều người công khai bày tỏ ác cảm với họ và đối với tăng lẫn từ như lúc này.
Tuy Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ tất cả các chức vụ của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, đồng thời hứa sẽ sớm công bố quyết định xử lý tăng nhân này, nhưng mức độ của đại nạn không giảm. Cho dù Hòa thượng Thích Trúc Thái Minh đã công khai xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhưng bây giờ công chúng xoay qua việc bị bôi việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao cho Thượng tọa chuyên tổ chức bán sĩ và bán lẻ các sao để dạy hàng, xử lý Đại đức chuyên bán sĩ lẻ các vong để dạy nghiệp. Nói cụ thể ra là người ta lại tiếp tục thấy bất thường về việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh lại bị Hòa thượng Thích Thanh Quyết đưa ra để hành, để xử. Vì Thượng tọa Thích Thanh Quyết là một người nổi tiếng với việc bán các khóa cũng như bán rất nhiều chiêu trò liên quan đến cái gọi là cúng sao giải hạn. Giữa trận bão về tăng và tử, ngoài những Phật tử thuần thành, nhiều người quan tâm đến Phật giáo cũng khẳng định kiếm tiền bằng cúng vong, giải nghiệp, cúng sao, giải hạn không phải là Phật giáo. Vậy nếu không phải là Phật giáo, tại sao lại ở trong chùa? Những đại từ mọc lên trong thời gian vừa qua với đủ thứ kỷ lục, không nhất thế giới hay nhất Đông Nam Á thì cũng nhất Việt Nam, và xen kẽ với chúng là các trung tâm du lịch, thậm chí là các sòng bạc casino. Đó có phải là của Phật giáo không? Xin thưa, không phải của Phật giáo và không phải là Phật giáo chính thống. Phật giáo chính thống dù sao đi nữa cũng là một tôn giáo mang lại cho con người nhiều triết lý tốt đẹp. Tăng của Phật giáo không sống xa hoa, thậm chí cố tình phô trương giàu qua xe hơi, điện thoại, đồng hồ. Tăng của Phật giáo cũng không có tham vọng lưu danh thiên cổ qua việc dựng những đài từ hoặc hoằng pháp bằng việc trụ trì những đài từ diện tích hàng trăm, hàng ngàn hecta, sau này mở rộng ra hàng chục hecta, hàng trăm hecta. Thậm chí không ít quần thể đài từ kết hợp tâm linh với du lịch, diện tích lên tới hàng ngàn hecta. Tăng của Phật giáo cũng không chửi thề, không đánh người, càng không đánh lẫn nhau. Tăng của Phật giáo khiêm cung từ hạ, đề cao ngộ tính, nên không hoan hỷ lan báo, không loan hỷ cười đùa trước việc anh em mình người này chưa học sơ cấp, người kia chưa hoàn thành trung cấp Phật học, giống như Hòa thượng Thích Thanh Quyết bồi bác Hòa thượng Thích Trúc Thái Minh trên các mặt báo. Tăng của Phật giáo chỉ chú trọng tu tập, nên không đòi quân đội phải lấy Bắc Hàn làm mẫu mực, không chỉ trích tiền nhân Hỗn vì dám đánh Trung Quốc. Đặt triết lý Phật giáo bên cạnh những bài thuyết pháp của nhiều thành viên tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người ta dễ hoang mang vì hóa ra Phật giáo có tới hai con đường hoàn toàn khác nhau. Một như nhân loại đã biết và ngưỡng mộ, một thuộc về Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hình như trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cả tăng lẫn từ đều đi theo chiều hướng ngược với Phật giáo thông thường trên thế giới, quyết tâm phò cả đạo pháp lẫn chủ nghĩa xã hội, nên tất cả mọi chuyện liên quan đến tăng và từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều thỉnh thì ý kiến Bộ Chính trị, chờ quyết định của hệ thống công quyền. Trong scandal mới nhất, Thượng tọa Thích Thanh Quyết công khai thách chính quyền. Cách nay vài năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã báo cáo với các cơ quan hữu quan rằng Đại đức Thích Trúc Thái Minh tổ chức ăn, mặc, ngủ, nghỉ tại chùa Ba Vàng rất khác người. Nhưng tiếc là chẳng có ai chịu xem xét xử lý. Dĩ nhiên, Hòa thượng Thích Thanh Quyết cũng tỏ vẻ rất không vui khi Đại đức Thích Trúc Thái Minh có thể vừa ngồi dưới gốc bồ đề, vừa cầm điện thoại siêu xịn vơ tu, trị giá lên tới hàng trăm, có cái lên tới hàng tỷ đồng. Tuy Hòa thượng Thích Thanh Quyết cũng quản lý một đại từ rất lớn và cũng một ngõ nghề làm ăn kinh tế khấm khá, nhưng vì có người cạnh tranh nên ông này dưới chiêu bài làm thanh sạch tôn giáo đã báo cáo cho ủy ban cũng như các cơ quan quản lý tôn giáo
Về trường hợp của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, ông đã công khai nói trên mặt báo để thừa nhận một thực tế về sự ghen tị của chính mình, nhưng cũng nói lên một điều rằng nhà cầm quyền đã không làm điều gì cả. Đã biết mà vẫn cố làm ngơ, xem ra có vẻ muốn vỗ béo vì ai đó đã được chưa múc ăn phần. Thành tựu đầu tiên khi đạo Pháp song hành với chủ nghĩa xã hội là ông Hồ Chí Minh sánh vai với Phật Tổ trong giữa ngôi chùa, và chùa Ba Vàng cũng không phải là ngoại lệ. Hiện giờ, tại không ít đại từ ngoài ông Hồ Chí Minh, nhiều công thần của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã được đưa vào chùa, đặt ngang hàng với các Bồ Tát. Một vài cá nhân như ông Đỗ Mười còn được một số tăng nhân xưng tụng là Bồ Tát, khi ông Đỗ Mười vẫn còn đang thở rất đều. Nhiều người lên án tình trạng lấy công thủ dừng đại từ, không ngừng mở rộng quy mô nhằm thu khách khắp thập phương. Các tăng nhân bày đủ thứ trò để móc túi Phật tử, là buôn thần bán thánh. Nhiều người phê phán hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, làm ngơ là tiếp tay cho mê tín dị đoan, đầu độc và nhận thức của đám đông tha hóa xã hội. Những nhận định đó không sai, nhưng vẫn chưa đúng bản chất. Cứ quan sát thực tế sẽ thấy, đính kèm với đạo Pháp với chủ nghĩa xã hội là phương thức hữu hiệu nhất để đồng hóa Phật giáo với Đảng Cộng sản Việt Nam, biến Phật tử thành những cá nhân tận trung với chủ nghĩa xã hội. Có rất nhiều người dài biểu ngày càng nhiều viên chức góp sức tạo lập, dân tường tặng chuông, công đức đủ kiểu cho các đại từ. Chẳng lẽ những viên chức ấy đủ thiện lương để nhận ra rằng họ cần chuộc tội ư? Không. Với những đại từ rồi những tường đá, chuông đồng đại thù, ghi rõ tên tuổi, chức vụ người góp phần, tạo lập dân cúng khát vọng chuộc tội chỉ là suy đoán. Có khát khao chuộc tội hay không thì tên tuổi chức vụ của những viên chức này sẽ còn mãi mãi, còn lâu dài với thời gian, giúp dương danh với hậu thế như ông Hồ Chí Minh, ông Võ Nguyên Giáp, ông Nguyễn Chí Thanh đang được dương danh. Tôn chỉ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đạo Pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Tức là chủ động lấy đạo Pháp và chủ nghĩa xã hội bọc kín dân tộc, đem lại lợi ích nhiều mặt cho cả tăng nhân lẫn hệ thống chính trị, hệ thống công quyền. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.